Phương Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả của kênh tin tức. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi qua mỗi bản tin. Và ngay sau đây sẽ là những bản tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thực trạng đau lòng người lao động khó tìm chỗ làm mới sau mất việc. Thưa quý vị và các bạn, nhiều lao động cho biết rất khó tìm lại công việc trong bối cảnh đa số doanh nghiệp giảm quy mô, không có kế hoạch tuyển dụng. Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân vừa gửi Thủ tướng kết quả khảo sát tình hình người lao động trong năm nay. Khảo sát này thực hiện cuối tháng 5 với 8.343 người lao động tham gia, cho thấy một bức tranh thị trường bị tác động nặng nề do những biến động kinh tế gần đây. Theo đó, 31% người lao động trả lời tại thời điểm tham gia khảo sát ở trong tình trạng không có việc làm. Những người này tập trung nhiều nhất ở các nhóm ngành bất động sản 53%, xây dựng 44%, du lịch khách sạn nhà hàng 43%, nếu xét theo địa phương, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng đều trên 30%. Khảo sát cho thấy 34% người lao động nói vấn đề lớn nhất hiện nay là không tìm được việc, 24% nhìn nhận không xác định được thời điểm doanh nghiệp hoạt động bình thường. Tỷ lệ người lao động không có việc làm do không biết ngoại ngữ và đủ trình độ tay nghề lần lượt là 15% và 12%. So với khảo sát hồi tháng 11 năm 2021 khi Covid-19 xảy ra, con số này cao hơn 5% và 1%. Điều này cho thấy việc lao động cần được đào tạo lại và học ngoại ngữ trở thành vấn đề cấp thiết. Người lao động cũng gặp nhiều rào cản liên quan đến thông tin tuyển dụng, chưa đạt yêu cầu về trình độ, tay nghề hay ngoại ngữ. So với khảo sát hồi tháng 11 năm 2021 khi Covid-19 xảy ra, con số này cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu khiến thị trường lao động màu xám là tình hình kinh tế không thuận lợi, doanh nghiệp đang rơi vào trạng thái kiệt sức. Cụ thể 32,4% lao động được khảo sát nói họ không có việc do cơ sở sản xuất kinh doanh đóng cửa, phá sản hoặc tạm ngừng còn 27,1% chia sẻ bị sa thải vì doanh nghiệp không có đơn hàng, phải giảm quy mô lao động. Do nhu cầu tuyển dụng của các ngành trong năm tháng qua giảm trung bình 18% so với thời điểm trước dịch và giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, tức giai đoạn phục hồi sau COVID-19. Các ngành nghề có mức giảm chú ý gồm du lịch, nhà hàng, khách sạn, dệt may, da dày, xây dựng, bất động sản, thu mua, vật tư, cung vận, logistics, công nghệ thông tin. Trước đó, theo tổng cục thống kê, hơn 88.000 doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường trong năm tháng đầu năm. Khi được khảo sát với gần 10.000 doanh nghiệp, cũng đã cho thấy bức tranh đặc biệt khó khăn khi 82% dự kiến giảm quy mô, tạm ngừng hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2023. Các doanh nghiệp còn hoạt động hầu hết cũng tính đến phương án giảm nhân sự. Để giải quyết các vấn đề trên, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân kiến nghị Thủ tướng lúc này cần trợ lực ngay cho doanh nghiệp để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó hỗ trợ gián tiếp cho người lao động. Các giải pháp cụ thể như kéo dài thời hạn giảm VAT, giãn hoãn giảm các khoản phí liên quan đến bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn hay xem xét mức đóng thuế thu nhập cá nhân mới để phù hợp với bối cảnh mới, tiếp tục khơi thông dòng vốn bằng cách giảm lãi suất, giãn hoãn khoanh nợ. Chính phủ cũng có thể cân nhắc đến các khoản vay ưu đãi như cho doanh nghiệp vay trả lương hoặc đào tạo lao động. Ngoài ra để người lao động có thể trở lại thị trường thuận lợi, chính quyền cấp trung ương địa phương cũng cần hỗ trợ họ các khóa học nâng cao trình độ tay nghề, ngoại ngữ. Thực tế chính phủ đã nhận diện và đang nghiên cứu các giải pháp cụ thể trong một số nhóm vấn đề. Trong công điện ra ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu tiếp tục tìm cách hạ lãi suất, sớm hoàn VAT cho doanh nghiệp, thực hiện miễn giảm thuế phí cũng như đề xuất các chính sách khác nếu còn dư địa, đồng thời yêu cầu các đơn vị cắt giảm thủ tục hành chính, xử lý các cán bộ sợ trách nhiệm, không dám thực thi công vụ. Khiếp, EVN muốn được bơm cho 130.000 tỷ, ngỡ ngàng khi lộ thế lực ra tay bảo vệ. Liệu điện lực Việt Nam bị lỗ thật không? Tổng trọng có bứng nổi nhóm lợi ích? Thưa quý vị, thật quá sức tưởng tượng với bối cảnh ngành điện như hiện nay, hết liên tục cắt điện nhà dân khiến không ít người khốn khổ và ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động kinh doanh và kinh tế. Thì giờ đây, EVN còn thông báo cắt tất cả điện loạt bệnh viện lớn gây ra tình cảnh hết sức hỗn loạn. Bi hài hơn, EVN cấm công ty thành viên bật điều hòa nếu nhiệt độ dưới 35 độ C. Với những tai tiếng và bê bối như vậy, không những chưa bị sổ khám mà EVN liên tục thông báo cần tăng giá điện và cần bơm thêm 130.000 tỷ đồng để chống lỗ. Ngoài ra, chớ chiều thầy, khi EVN liên tục thua lỗ nhưng công ty còn lại có rất nhiều tiền để gửi ngân hàng lấy lãi. Liệu EVN lỗ thật không? Thế lực nào đang đứng sau bao che tất cả? Sắp tới liệu tổng trọng có bứng được nhóm lợi ích khủng khiếp ở sau? Cùng làm rõ ngay sau đây. Vừa rồi, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân gợi ý chi ngân sách 130.000 tỷ đồng để ngành điện cắt lỗ. Theo giới quan sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đề xuất chi số tiền lên đến 130.000 tỷ đồng để giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cắt lỗ. Khi Quốc hội họp bàn về dự thảo Luật giá sửa đổi, nhiều người dân đã bức xúc phản ứng trên mạng xã hội về ý kiến này cho rằng không hợp lý và có tính chất nào đó của bảo vệ nhóm lợi ích. Theo một số báo uy tín cho biết, trong đó có báo Thanh niên và báo Sài Gòn Giải phóng trích dẫn phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, một trong những đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội cho hay, trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, EVN có thể bị lỗ tổng cộng hơn 100.000 tỷ đồng trong sản xuất điện, bằng 49% vốn điều lệ. Ngoài ra tập đoàn này vẫn đang nợ các khách hàng 19.700 tỷ đồng đến hạn phải trả nhưng không có tiền để trả. Theo các bản tin trong nước đã đang truyền thông dẫn lời phát biểu của ông Nhân trong phiên thảo luận quốc hội cho biết rằng đến năm 2024 nếu giá điện không tăng, có dự báo là tổng lỗ lũy kế của EVN qua 4 năm sẽ còn tăng thêm nữa, nằm trong khoảng từ 112.000 đến 144.000 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa là tập đoàn điện lực Việt Nam sẽ mất từ 54 đến 70% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Thế Nhân, người từng giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nêu ra ý tưởng lấy tổng vốn đầu tư công gần 130 000 tỷ đồng không sử dụng của năm 2022 để cắt lỗ cho EVN và như vậy tập đoàn này sẽ chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Vị đại biểu Quốc hội nói rằng nếu thực hiện đề xuất này thì việc này sẽ giúp tập đoàn nhà nước lớn nhất Việt Nam không tiến tới trạng thái sắp phá sản vào năm 2024 mà sẽ phát triển bền vững. Lý giải về gợi ý của mình, ông Nhân nói rằng. Lâu nay, nhà nước điều tiết giá tiền ở Việt Nam bằng mệnh lệnh hành chính, chứ không chi một đồng nào. Theo ông, phương pháp điều tiết giá hiện nay đang làm của nhà nước mà ông gọi là không hỗ trợ doanh nghiệp hoặc không hỗ trợ trực tiếp cho người dân đã đẩy EVN vào cảnh thôi lỗ. Xem xét các yếu tố từ góc nhìn của mình, đại biểu Nguyễn Thị Nhân đề nghị luật giá sửa đổi cần có thêm nội dung nói về khai thác quản lý điều tiết giá của nhà nước. Theo đó, nhà nước cần phải có nguồn lực tài chính công và dự trữ hàng hóa phù hợp với điều tiết giá. Tuy nhiên, theo dư luận trên mạng xã hội, bao gồm tiếng nói của những nhà quan sát, có nhiều ảnh hưởng phản đối đề xuất của ông Nhân về việc dùng 130.000 tỷ đồng để giúp EVN cắt lỗ. Họ cho rằng EVN phải chấn chỉnh hoạt động của chính mình để không bị lỗ, bên cạnh đó, thanh tra nhà nước cần vào cuộc để làm rõ vì sao tập đoàn nắm thế độc quyền này bị thua lỗ kéo dài, đồng thời không được dùng tiền ngân sách, tức tiền thuế thu của dân để hỗ trợ cho EVN. Theo tìm hiểu, số tiền 130.000 tỷ đồng cao hơn tổng chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế là 120.112 tỷ đồng. Con số này được nêu trong một báo cáo của Bộ Tài chính với Quốc hội cách đây một năm. Số tiền dự kiến giúp EVN cắt lỗ cũng gần bằng một nửa của dự toán chi thường xuyên lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2022, gần 276.000 tỷ đồng. Theo một báo cáo của chính phủ vào tháng 12 năm 2022, không chỉ thường xuyên kinh doanh thua lỗ dù nắm độc quyền, EVN còn không đảm bảo được nguồn cung điện tiêu dùng và sản xuất cho dân. Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện tình trạng mất điện cục bộ tại nhiều tỉnh, thậm chí Hà Nội còn lên cả lịch cắt điện luân phiên. EVN lỗ thật không? EVN đã 8 lần tăng giá điện, mới nhất là từ tháng 5 năm 2023. Mới đây EVN lại đề nghị tăng thêm từ tháng 9 năm 2023, lý do điện lực Việt Nam tăng giá vì lỗ. Ở xứ ta, các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước luôn than lỗ. Tài nguyên dưới đất chỉ đào lên mà bán, cũng lỗ thì chẳng còn ý kiến gì nữa. Thực tế cho thấy, thống kê báo cáo tài chính của 5 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc năm 2022, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ghi nhận doanh thu đạt 157.021 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 309 tỷ đồng, giảm 64%. Doanh thu Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đạt 42.650 tỷ đồng, tăng 8% lợi nhuận trước thuế gần 454 tỷ đồng, giảm 57%. Tương tự doanh thu tổng công ty điện lực miền Nam trong năm 2022 sắp xỉ 152.709 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước thuế 293 tỷ đồng, giảm 76%. Doanh thu tổng công ty điện lực Hà Nội gần 46.783 tỷ đồng, tăng 10%, lãi trước thuế đạt 38 tỷ đồng, giảm 88%. Doanh thu tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh đạt 58.893 tỷ đồng, tăng 14% nhưng lãi trước thuế lại giảm 71%. Thế nhưng tập đoàn EVN báo lỗ liên tục và mới đây được đề xuất 130.000 tỷ, tức gần 6 tỷ đô la để cắt lỗ và tiếp tục tăng giá điện. Trong khi đó, hàng loạt công ty con của EVN gửi ngân hàng hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để lấy lãi hàng trăm tỷ, thì lãi đấy vào tay ai? Có gộp chung với số lãi hoạt động của EVN không? Đơn cử trong năm 2022, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có hơn 10.500 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Tổng Công ty Điện lực miền Trung có khoảng 5.000 tỷ đồng, trong khi đó, số tiền gửi ngân hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam là gần 5.500 tỷ đồng, Tổng công ty Điện lực Hà Nội có gần 5.000 tỷ đồng và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có gần 4.000 tỷ đồng gửi ngân hàng. Năm 2022, theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, lãi từ cho vay là 371 tỷ đồng, Tổng công ty Điện lực miền Trung lãi từ ngân sách gần 178 tỷ đồng, Tổng công ty Điện lực miền Nam hơn 170 tỷ đồng. Tổng công ty Điện lực Hà Nội 166 tỷ đồng và Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh là 155 tỷ đồng. Lỗ và lỗ liên tục tăng và tăng giá liên tục, sự thật EVN có lỗ thật không? Câu hỏi chị EVN mới có câu trả lời chính xác. Tuy vậy, người ta thấy có rất nhiều điểm mù mờ trong những báo cáo tài chính của EVN. Dân không sành và không có kiến thức để hiểu hết những giải tổ chức lang nhang của EVN cũng như của các nhà báo đưa ra để giải thích hay bênh vực cho EVN. Nhân dân chỉ cần biết tại sao giá điện càng lúc càng tăng khi thu nhập càng lúc càng giảm cuộc sống càng khó khăn thất nghiệp tràn lan có nhiều người cho rằng giá điện việt nam rẻ nhất so với mỹ và nhiều nước khác họ không đề cập đến thu nhập trung bình của người lao động mỹ cao gấp mấy chục lần thu nhập của người lao động việt nam đó là lối so sánh khẩm khiễng và hoàn toàn không chính xác người dân không quan tâm evn tính toán như thế nào nhưng rõ ràng evn điều hành tới thời điểm hiện tại thật sự thất bại cộng quá nhiều chi phí phát sinh khiến chi phí cao lại thêm báo cáo càng lỗ thì cán bộ điện lực càng giàu đó là một nghịch lý cần quan tâm cần xã hội hóa ngành điện như các nước phát triển không thể tiếp tục để evn độc quyền vì như thế sẽ không thể minh bạch giá và dân càng khổ điều phi lý nhất là evn báo lỗ nhưng các công ty con của evn vẫn liên tục công bố lãi cao nghịch lý này giải thích như thế nào cho đúng lương cán bộ cao nhất EVN không chỉ làm điện mà còn hoạt động đủ thứ, tất cả đều gộp vào chi phí, một chiêu trò để báo lỗ, tất cả đều đổ trên đầu dân, chịu hết thấu rồi. Cứ kiểu này người thu nhập thấp đành trở lại với cây đèn dầu và nồi nấu cơm củi, tủ lạnh, tivi, máy tính đành cất vào kho, trở lại cuộc sống một thời kinh hoàng tưởng đã không còn nữa. Và cuối cùng xin trả lại câu hỏi của EVN, có lỗ thật không? Thì có lẽ sắp tới tổng trọng cho tướng Tô Lâm vào cuộc thì mọi chân tướng sẽ được rõ.